Dũng xin chào các bạn. Thì sáng hôm nay là ngày 26 tháng 12 2020, Dũng và anh em tại Full sẽ đi Đồng Tháp để làm từ thiện trao tặng căn nhà tình thương cho bà con. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu đi nha các bạn, mời các bạn cùng theo Dũng. Mình đã đến McDonald's, nơi tập trung với anh em để mà đi tour Đồng Tháp này. Thì giờ anh em ngồi tí xíu nữa, khoảng 5 giờ hơn tí là khởi hành. Mình đi Đồng Tháp nha các bạn. Các bạn thì bây giờ nhóm mình bắt đầu khởi hành lên đường đi Đồng Tháp nha các bạn. Hello, hello tí nhà. Rồi, người đi. Thank you.
các bạn, thì bây giờ anh em Dũng đã đến Cao Lãnh Đồng Tháp rồi nha các bạn. Thì lúc đi là 5:30, bây giờ là 7:30, đi 2 tiếng các bạn đã đến Cao Lãnh. Chạy cũng chậm chậm. Hôm nay đến đây trời đẹp, không mưa. Bạn thì bây giờ anh em đến khách sạn rồi, chờ nhận phòng. Giờ mình ăn sáng chứ uống cà phê tí nha. Giờ mấy anh em ghé vô quán Song Hân 178 Thiên Hậu Dương Cao Lãnh ăn sáng nha các bạn. Bây giờ anh em đi vô cà phê ăn sáng, ăn cà phê tiếp. Anh em cũng đã có đi khảo sát rồi, người ta không có khả năng để xây nổi cái nhà, cho nên là anh em vận động với nhau là mỗi người một ít, anh em trong hội với lại Mạnh Thường Quân mỗi người một ít rồi nói mà nước miếng văng lắm rồi. Nói chung là mỗi người một ít xây được căn nhà. Thì giờ chuẩn bị anh em mình ngồi uống cà phê rồi chuẩn bị đi treo cái nhà đó cho người ta để kịp ăn Tết. Lại phát 50 phần quà nữa nha anh em. Đồng Tháp luôn nha. Anh em nào ở Đồng Tháp á, đã có coi livestream của mình rồi á, thì rảnh thì ghé uống tí một ly cà phê cũng được, không có gì hết, đúng không? Thì anh em đã coi livestream tí rồi, cũng đã biết tính tí rồi, rất là dễ thương đúng không? Nhưng đặc biệt tí không có đẹp trai. Các bạn thì đây là Hội đồng Nhân dân xã Tân Phú, Ủy ban Nhân dân.
thì các anh em đã đến xã Tân Phú, bây giờ cùng các đồng chí địa phương mình sẽ đi qua bên chỗ trao tặng nhà tình thương cho người dân nghèo ở đây. Các bạn thì anh em đã đi đến địa phương nơi cho từ thiện quà cho bà con. Bây giờ mình sẽ đi qua cầu cùng anh em vận chuyển mấy quà từ thiện xuống trên bán tải xuống đất, rồi đem qua cho bà con bên đây. Và thấy cầu đẹp không? Cầu bắc giữa sông. Các bạn, xe của Tân Phú đã đến để mà đem các phần quà chuẩn bị trao cho bà con. Đây các bạn, giờ anh em và bà con địa phương đang xuống các phần quà. Đây là mì gói Hảo Hảo. Rồi có đường, dầu ăn, nước tương này kia rồi. Và hôm nay có thêm một cái nhà tình thương. Thì anh em Tài Phun và các mạnh thường quân đóng góp với nhau tặng lương thực thực phẩm cho bà con nghèo và một cái nhà tình thương. Anh em đang vận chuyển xong mấy phần quà từ bán tải qua bên xe cung cấp nhỏ rồi. Giờ thì anh em đem đi lên cầu qua bên kia sông để mà chào cho bà con. Thì mời các bạn theo anh em mình nha, cùng đẩy quà giao cho bà con. Treo. Chụp tấm đi, mấy anh em đứng ngay đây nghe cầu chụp tấm. Vô đây. Dạ anh qua đi anh, cho tụi em chụp tấm hình kỷ niệm. Vô đây chụp. Ok. Hey, chúng ta đi vô khu vực tập trung bà con để mà phát quà. Đây nè các bạn. Chạy qua bển lấy cái tấm bảng gì không?
Đây bạn, đây là khu vực trao nhà tình thương. Cái nhà đó sẽ xong nha bạn. Anh em Typhoon và Mạnh Thường Quân ủng hộ bà con nghèo ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ở đây gọi là địa phương gì chú? Đây là ấp Tân Hòa A, xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Ấp Tân Hòa A, xã Tân Phú, huyện Thanh Bình. Dạ. Dạ. Chung Thế Dũng, Chung sẽ hát đó chị, Chung sẽ hát. Nữ nhau ngồi đi. Rồi em đọc qua. Nguyễn Văn Tý. Nguyễn Văn Tý. Nguyễn Văn Liên hả? Tý đi. Tý. Bà con và chủ hộ đang ngồi đón tiếp anh em và chính quyền địa phương. À, Dũng mời các bạn đi thăm sơ qua cái nhà đó nha các bạn. Đấy, một phòng được hai phòng cũng mát mẻ to lạnh nha bạn. Sao cũng có nhà vệ sinh luôn. Cái vệ sinh luôn. Đây là hiện trạng nhà cũ của bà con ở đây. Nha bạn. Thì nhà mới các bạn. Xài toan lạnh nhưng mà có được cái nhà hạnh phúc lắm luôn. Đó, bà con rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc nhiều. Bà con này rất là hạnh phúc có được cái nhà chống mưa chống nắng che rồi. Rồi bác là chủ nhà chủ hộ quá. Rồi. Rồi con chúc bác sức khỏe năm năm sau bác có được nhiều cái niềm vui hơn nữa. Rồi. Anh đứng chụp với chú Sơn tập hay sao? Sơn bị cái chân. Dạ. Cái chân. Cái tấm kia. Xong rồi chụp luôn. Này là mấy bạn trong hội luôn. Đây có thêm một cái phòng. Hình xẻ hồi xưa là vậy. Có lót gạch luôn đó bạn, gạch bông mà mát mẻ luôn. Là sẽ chú Sơn đang ngồi nghỉ sang chân đau. Dạ. Mới chắc anh cũng nói vài câu. Dạ. Làm cái để cho phát bài cho bà con luôn. Dạ. Chính quyền địa phương lắp bảng nhà tình thương do anh em Typhoon và Mạnh Thường Quân tài trợ. Đúng rồi, như ai đó. Ai đó. Thì nhằm hỗ trợ giúp đỡ cho người nghèo được cái mái nhà che nắng che mưa và nhằm san sẻ một phần khó khăn trong cuộc sống của người nghèo, thì qua một thời gian khởi công xây dựng đến nay, căn nhà tình thương của ông Phạm Văn Sơn đã hoàn thành đúng thời gian và mục đích của nhà tài trợ. Thì được sự thống nhất của đơn vị nhà tài trợ cũng như là đảng ủy xã, hôm nay ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã phối hợp cùng ủy ban nhân dân xã tổ chức cái lễ bàn giao nhà tình thương cho ông Phạm Văn Sơn. Thì đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Đến dự buổi lễ hôm nay, về phía đơn vị nhà tài trợ xin trân trọng giới thiệu ông Tuấn Pony là trưởng đoàn, ông Nguyễn Minh Chí thành viên, ông Trung Thế Dũng thành viên, ông Nguyễn Văn Tý thành viên. Về phía xã xin trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Lớn, bí thư đảng ủy xã, ông Đinh Văn Thanh, chủ tịch hội đồng dân, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã, thiếu tá Nguyễn Thành Long, trưởng công an xã, cùng các ông bà là đại diện các ngành, ban nhân dân ấp, ban công tác mặt trận, đại nghị chúng ta hoan nghênh chung. Thì đi vào nội dung chương trình, xin kính mời đại diện đơn vị nhà tài trợ sẽ có đôi lời phát biểu. Anh Chính Lớn cũng là cái người mà giới thiệu chú Sơn đây để cho cái anh em hội mô tô và Mạnh Thường Quân để chia sẻ được với bà con. Và
hội mô tô và Mạnh Thường Quân cũng có một số quà gửi tới bà con địa phương để chung vui cùng chú Sơn chia sẻ với lại bà con. Yeah. Cảm ơn ban chính quyền, cảm ơn địa phương đã tạo điều kiện. Yeah. Yeah. Phúc hạnh nhất của bác. Chào bác. Đây mình sẽ đưa lên tới đó rồi, tới đó đứng quay mặt cho tôi. Rồi tới tới đó quay mặt ra. Ừ. Dạ. Này mình sẽ đưa lên cái tóc nha anh em. Rồi. Đó là rồi. Xin trân trọng cảm ơn anh. Xin kính mời ông Phan Nhân Lớn, Bí thư Đảng ủy xã sẽ có lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Địa phương thì cũng còn nhiều hộ gia đình khó khăn lắm, nhưng mà ở đây thì chú Sơn thì cũng người khó khăn đầu tiên nhất. Đấy, hôm nay thì cũng được anh em là đóng góp và giúp đỡ cho chú có một cái mái ấm gia đình để vui xuân đón Tết trong năm 2021 này. Đó, đứng về góc độ địa phương thì rất là quý, chân thành cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ cho địa phương cũng như là cụ thể là chú Sơn có được may mắn như vậy. Thì tôi nghĩ rằng số tiền mà chúng ta ủng hộ chú nó cũng là một cái hành trang để giúp cho chú được cái cuộc sống ấm im, không như trước đây nữa. Mỗi lần mưa gió thì chú rất là sợ vô tạt được, nhưng mà nay thì nó đã ấm cúng rồi. Hy vọng rằng thì với cái điều kiện và cái được như thế này, mong luôn luôn chúc chú và gia đình làm ăn để nó phát triển lên, không còn khó khăn như trước đây nữa. Đấy, thì cuối cùng thì chúc chú và gia đình cũng như các anh em trong cái hội của mình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cái mọi lĩnh vực của chúng ta. Xin hết. Vài chú nữa. Điều 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Phú và Ban Nhân dân ấp Tân Hòa A có trách nhiệm tổ chức lễ trao nhà theo quy định. Điều 3, công chức dân phòng thống kê xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban Nhân dân ấp Tân Hòa A cùng ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch đã ký Nguyễn Thanh Phong. Thì sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Phan Nhân Lớn cũng như là nhà tài trợ lên trao quyết định nhờ quà cho ông Phạm Minh Sơn. Đó gì nè, nó đủ mấy ấm cho lại đâu, ấm luôn có hai người. Rồi xin mời nhà mình nhìn đây. À. Tôi xin thay mặt gia đình trước hết xin cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của xã và các ban ngành đoàn thể của xã đã tạo điều kiện và nhà tài trợ đã cho tôi một số tiền để cất lời căn nhà khang trang hơn và ấm cúng hơn để tạo được cuộc sống. Một lần nữa tôi xin cảm ơn chú Chính cũng như chú Bảy và tất cả anh em cũng như công ty cũng như là anh em tài trợ đã giúp cho tôi được 40 triệu để xây dựng được cái nhà. Xin cảm ơn. Đúng khóc trời. Xin cảm ơn nhà tài trợ cũng như là quý lãnh đạo đã dành thời gian đến tham dự buổi lễ. Thì xin kính chúc quý vị thật là nhiều mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc. Xin cảm ơn. Xin mời đoàn mình với chính quyền địa phương lên chụp chung một cái tấm ảnh luôn. Các bạn ơi, thì bây giờ anh em Tây Phun và các bạn thường quân sẽ trao tặng quà cho bà con địa phương nha anh. Các bạn, thì sau khi trao nhà tình thương xong rồi, bây giờ bà con đã đến đầy đủ, mình sẽ trao tặng quà. Rồi thành thỉnh em ôm quà này ra giùm bác. Hả, hỗ trợ bà con bác đi theo. Rồi.
con này đang hay hai con này được đó rồi, từ từ mấy chị ơi, thấy không kịp. Ai cũng có phần, ai có phiếu trên tay là có phần rồi. Rồi. Có đây. Đây các bạn, bà con nhận quà. Người mà cầm tờ giấy. Thì bây giờ đi về rất là vui. Nhận giùm hết hai người đi chung xe. Rồi chị đi xuống dưới, thì chạy xuống dưới đứng đi rồi. Nhà ngoại đâu? Nhà ngoại bên kia xong quá em. Rồi sao con phải qua xong luôn. Đưa xuống nhà em bị đặt lên. Xe đi em phát cho. Đây đây. Ra xe lăn đi em, ra xe lăn đi. Ra xe lăn. Có nhà em ta gì bạch nè. Rồi. Chào các bác nha. Rồi, đó, bỏ lại vậy. Rồi, chết chứ. Dạ. Rồi, chào bác nha. Dạ. Rồi. Rồi các bạn, thì bây giờ là cái phần trao tặng nhà tình thương và tặng 50 phần quà cho bà con địa phương ở đây đã xong. Thì xin chúc mọi người ở đây nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại mọi người rồi những dịp sắp tới. Dạ anh nói lại giùm em ở đây là địa phương tên gì? Tân Hòa A, xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Các bạn thì sau khi trao quà cho bà con địa phương xong thì cả đoàn quay về chỗ Hội đồng Nhân dân xã Tân Phú và ghé vào cái quán nước, mình vào trong đó là ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi tí xíu, giao lưu với lại chính quyền địa phương, rồi sau đó thì mình sẽ quay về thành phố Cao Lãnh. Hôm nay thì chính quyền địa phương và anh em sẽ dùng những cái món của địa phương thôi, chứ không có gì là sao đó. Đấy bạn, đây là hến, món địa phương như hương, đặc sản địa phương, lương kho xa ớt, khô cá lóc, đây toàn là đặc sản, lẩu cá, nước nghe mà, tép xào, lẩu cá gì anh? Canh chua cá lóc. Tép xào bông điên điển. Rồi, tép xào bông điên điển. Đây là đặc sản địa phương nha các bạn. Dân dạ địa phương. Rồi, chúc các bạn buổi trưa ngon miệng nha.
xin chào Đồng Tháp nha các bạn. Cao Lãnh hẹn gặp lại. Thì bây giờ mấy anh em lên đường đi về Sài Gòn, bây giờ là 4 giờ sáng. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Chúc mọi người sức khỏe. Hãy ủng hộ kênh YouTube Thế Dũng Official. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn mọi người.